Thế bà ở nhà nhé, con đi gọi bác sĩ nhé. Con để con đi lấy. Em ở nhà đi, em muốn ăn ha, bác đi, em đi tìm bác sĩ, ăn đi tìm các bác em. Bà không làm được, không làm được, thế cho bà rửa đây. Bà không tự được à? Thế không ngủ được kia, thế bà cho bà tự ở đây. Đây, chân như này thoải mái không? Thế con đỡ như thế nhá. Con đỡ như thế cho bà. Bà cái này bà trước mấy lần trước là bà cũng hay đau như thế này một hai lần được không? Vâng, cái này nhiều lắm rồi. Thì cái này nó đây. Con đỡ nhá. Con ngủ bác sĩ đỡ xong cho bà đi cho con ra ngoài đi để bác sĩ khám cho bà nhé. Đỡ bà. Đỡ cái chân của bà để bác sĩ khám xong con ra ngoài kia nhé. Con ra ngoài kia đi. Đây bà chịu khó nha, bà chịu khó nha. Đây bà cố gắng nhá, đấy bà giãn chân ra nhá, tôi thắm nhá, bình tĩnh nhá, nhá.
Bà đỡ xong là lấy khăn các thứ về lau qua người cho bà đi nhá, cho bà ở sạch sẽ vào, chăm sóc tốt cho bà đi để không xét đến ngày sinh này. Đây con ở một mình ở đây con phải tùy ý đấy, tùy ý đấy. Không biết bà để ông nào con biết bà sinh thế nào nhá. Tí à, cái này uống một viên xong là đến nửa đêm tầm 7-8 giờ cho bà ăn xong lại cho bà uống một viên nữa nhé. Thế bác gì? Vâng, bác tí nhá. Vâng. Có gì đây? Bác tí nhiều nhá. Không có gì đâu, có nếu mà để ý bà, nếu mà thấy bà đau bụng thì gọi luôn bác về nhá. Vâng, bác tí nhá. Ừ. Bác tí nhiều nhá. Ừ. Em ở đây nhé, mua ăn cho con lấy ăn nhé. Em đi đun nước, bơ lửa cho bà tắm thôi.
cái bà. Lên đi rửa mai chị mới bán được.